Hello, chào mừng các bạn đã đến với Taka Anime. Anh biết đấy, trong anime thì luôn tồn tại những kẻ cô đơn và tồi tệ hơn là bị ghét bỏ bởi mọi người. Nhưng đôi khi có những trường hợp mà họ không làm gì sai cả, chỉ là trời phú cho cái khuôn mặt hơi giống tội phạm tí thôi, hoặc là đơn giản chẳng biết làm sao nhưng chẳng có bạn bè. Những bộ anime xoay quanh những nhân vật như vậy thường chứa đầy những tình huống thú vị phải không nào? Nào, hãy cùng Taka Anime đến ngay với video Top 10 anime mà ở đó nhân vật chính luôn cô đơn hoặc bị ghét bỏ bởi mọi người nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Taka Anime thì hãy để lại một đăng ký kênh để đồng hành và ủng hộ bọn mình trong thời gian tới nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Số 10, Hentai OG 2 Warawanai Deko, thể loại hài hước học đường harem romance siêu nhiên. Thanh niên Yoto Yokodera muốn được nhìn nhận theo một cách khác biệt và nổi bật hơn so với những thằng con trai khác, đó là một kẻ hư hỏng. Tuy nhiên, hành động biến thái của cậu ta thường bị hiểu nhầm là vì mục đích tốt và được mọi người coi như là hoàng tử. Cậu vô tình nghe tin đồn về một bức tượng mèo có thể xua đuổi những điều không mong muốn. Cậu ta vội vã tìm kiếm đến nó và cầu nguyện cho cái mặt nạ giả tạo của mình biến mất. Nhưng thực ra mỗi điều ước là một sự trao đổi. Những đặc điểm không mong muốn đó được chuyển sang một người khác mong muốn chúng. Sau khi nhận ra rằng việc thể hiện ra những suy nghĩ biến thái của mình không phải là điều tốt nhất, Yoto quyết định lấy lại những đặc điểm đã mất do điều ước trước đó của mình bằng cách tìm kiếm người đã nhận được chúng. Thật không may cho cậu ta, đã không đơn độc cầu nguyện cho bức tượng mèo và giờ đây cậu ta không chỉ phải sửa chữa cuộc sống của bản thân mình mà cả cuộc sống của những người khác nữa. Đây thực sự là một bộ anime hài hước và không kém phần thú vị. Busou Joso Machiavellianism, thể loại hành động hài hước học đường shounen. Học viện Symbiosis tư nhân ban đầu là một trường trung học dành cho các cô gái. Khi nó trở thành trường nam nữ học chung, các cô gái vì quá sợ hãi đã yêu cầu được phép mang vũ khí đến trường. Khi điều đó được chấp nhận, một tổ chức giống như quân đoàn Vigilante gồm 5 thành viên được gọi là ngũ kiếm Tenkai Gouken được thành lập. Sau nhiều thế hệ, năm thanh kiếm đã trở thành một nhóm chuyên giáo dục những học sinh có vấn đề và học viện cũng chấp nhận điều đó. Nomura Fudo đã được gửi đến ngôi trường này sau khi làm một phần của cuộc ẩu đả lớn. Là đối tượng được ngũ kiếm săn đón, anh ta sẽ làm gì khi lựa chọn duy nhất của anh ta sau khi nhập học đó là bị đuổi khỏi trường hoặc bị sửa theo cách của những nam sinh còn lại ở đó, bằng cách buộc phải ăn mặc và hành động giống như một cô gái. Tateno Yushano Nariagari, sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ, thể loại hành động tình cảm hài hước giả tưởng drama seinen. Iwatani Nafumi, một thanh niên người Nhật dễ tính được triệu tập vào một thế giới song song cùng với 3 chàng trai trẻ khác từ các vũ trụ song song để trở thành tứ đại hiệp sĩ và chiến đấu với lũ quái vật đa chiều gọi là làn sóng Nami. Mỗi anh hùng lần lượt được trang bị vũ khí huyền thoại của riêng mình khi được triệu tập. Nafumi tình cờ nhận được khiên huyền thoại, trang bị phòng thủ duy nhất, trong khi các anh hùng khác nhận được kiếm, thương và cung, vũ khí dùng để tấn công. Không giống như các anh hùng khác, họ được quốc vương hỗ trợ đầy đủ và có nhiều đồng minh mạnh mẽ. May mắn của Nafumi trở nên tồi tệ hơn khi người bạn đồng hành duy nhất của cậu đã phản bội cậu, sau đó được tiết lộ là công chúa của vương quốc. Cô đánh cắp tất cả đồ đạc của cậu và khiến cậu không có sự trợ giúp và đồ dùng sau khi cô buộc tội cậu cưỡng hiếp cô ta. Bị chế giễu bởi giới quý tộc và bị mọi người xa lánh từ tam anh hùng đến nông dân, Nafumi bị buộc phải vừa luyện tập một mình vừa làm việc để kiếm tiền, cho đến khi cậu mua được một cô á nhân Tanuki tên là Raptalia từ một kẻ buôn bán nô lệ và một quả trứng nở ra một con chim lai quái vật. Sau này cậu đặt tên con chim là Philo. Cả hai nhanh chóng trưởng thành và trở thành những chiến binh mạnh mẽ dưới sự chăm sóc của cậu. Khi họ dần dần có được sự tin tưởng và lòng biết ơn của mọi người với những hành động nghĩa hiệp của họ, Nafumi và những người bạn đồng hành của mình làm việc chăm chỉ để thực hiện sứ mệnh của mình là những vị cứu tinh của thế giới, đồng thời làm sáng tỏ bí ẩn của làn sóng và Nafumi cũng phải đối phó với bóng tối bên trong cậu.
Vị trí số 7, Tonari no Kaibutsu-kun, thể loại hài kịch lãng mạn trường hợp shoujo slice of life. Shizuku Mizutani là một người luôn thờ ơ với mọi chuyện trong lớp học của mình và chỉ quan tâm đến điểm số. Tuy nhiên, quan điểm sống lạnh lùng của Shizuku bắt đầu thay đổi khi mà cô gặp Haru Yoshida, một kẻ gây rối bạo lực đã dừng tham gia lớp học sau khi góp mặt tại một cuộc chiến đầu năm học. Thực ra, Haru không khác mấy so với cô. Mặc dù vậy, cậu ta hiểu rất ít về bản chất con người và không có bạn bè. Trước sự ngạc nhiên của Shizuku, Haru tuyên bố rằng cô sẽ là bạn của mình và ngay lập tức thú nhận tình cảm của mình với Shizuku khi gặp cô. Vì thiếu bạn bè và giao tiếp xã hội, Shizuku có một thời gian khó hiểu về mối quan hệ của cô và Haru. Nhưng dần dần tình bạn của họ bắt đầu tiến triển và Shizuku phát hiện ra rằng có nhiều thứ về Haru hơn là bạo lực. Cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với Haru, nhưng cô lại không chắc đang trải qua cảm xúc nào. Cùng nhau, Shizuku và Haru khám phá bản chất thực sự của mối quan hệ và cảm xúc bên trong họ. Vị trí số 6, 3D Kanojo Real Girl, thể loại tình cảm trường hợp shoujo. Susui Hikari là một otaku và hầu như cậu tránh cuộc sống xã hội. Hikari chỉ có một người bạn ở trường, cũng là một kẻ lạc lõng với xã hội, và cậu ta bị hầu hết các bạn cùng lớp chế giễu một cách tàn nhẫn vì đáng sợ và kỳ lạ. Một ngày nọ, Hikari phải dọn dẹp hồ bơi trường học với Igarashi Iroha, người dường như chứa tất cả mọi thứ mà Hikari ghét ở những cô con gái ngoài đời thực. Iroha bỏ học, có phong cách thẳng thắn, không có bạn là con gái và dường như là một kẻ lăng nhăng. Tuy vậy, Iroha lại rất thân thiện với Hikari. Vấn đề ở đây là Hikari lại đang vô tình nói những điều khá gay gắt với Iroha. Nhưng Iroha lại không bao giờ coi cậu là kẻ đáng sợ. Sau một thời gian qua những gì mà họ cùng nhau trải qua, có vẻ như là Iroha có thể trở thành bạn gái 3D ngoài đời thực đầu tiên của Hikari. Hikari có thể xử lý điều đó như thế nào? Yêu một cô gái thực sự là một điều thú vị hơn bao giờ hết. Đây là một bộ anime tình cảm học đường nhẹ nhàng và cũng hết sức thú vị. Chắc chắn bạn không được bỏ qua nó đâu nhé! Số 5, Toradora, thể loại hài hước lãng mạn trường học. Ryuji Takasu là một học sinh trung học hiền lành, yêu thích việc nhà, nhưng trái ngược với bản chất tốt bụng của mình, Ryuji có sở hữu khuôn mặt đáng sợ, thường khiến bản thân bị coi là một kẻ phạm pháp. Mặt khác, có một cô gái tên là Taiga Aisaka, một học sinh nhỏ nhắn giống búp bê và là bất cứ thứ gì ngoại trừ một cô gái dễ thương và mong manh. Được trang bị một thanh katana bằng gỗ và tính cách phong kiến, Taiga được biết đến trong toàn trường với cái tên là Hổ Tham Top. Quả nhiên là trời sinh một cặp rồi, chạy đâu cho hết nắng. Ryuji học cùng lớp với người bạn thân nhất của mình, Kitamura Yusaku, và người con gái mà anh thầm thích, Kushida Minori, cũng là người bạn thân nhất của Aisaka Taiga. Khi Ryuji phát hiện ra rằng Taiga thích bạn thân của anh, Yusaku và Taiga cũng phát hiện ra Ryuji có tình cảm với Minori. Hai người họ sắp xếp để giúp đỡ người kia ở gần người thương của nhau. Toradora là một bộ phim hài lãng mạn theo sau bộ đôi kỳ quặc này khi mà họ bắt tay vào một nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau với những mối tình tương ứng, tạo thành một liên minh khó có thể xảy ra trong quá trình này. Số 4, Yamada-kun 27 Nin no Mazo, thể loại hài hước phép thuật shounen harem superpower. Khi Ryu Yamada vào trường trung học,
cậu ta muốn có một cuộc sống học đường mới. Đó là lý do tại sao cậu ta lại chọn nhập học vào Suzaku High, nơi mà không có ai có thể biết đến danh tiếng bạo lực của cậu. Tuy nhiên, đâu vẫn cứ vào đó. Với sự thất vọng, cậu ta đã sớm chán nản. Bây giờ là năm thứ hai, Dio đã trở lại với tính cách cũ của mình, lười biếng với lớp học và luôn có khuynh hướng lao vào đánh nhau. Một ngày nọ, khi trở lại từ văn phòng, Ryu gặp Urara Shirashi, một học sinh ngoan ngoãn và xinh đẹp. Do tai nạn khiến cho hai người ngã xuống cầu thang và kết thúc bằng một nụ hôn bất ngờ. Bất ngờ, cặp đôi đã phát hiện ra họ có thể chuyển đổi cơ thể bằng một nụ hôn, một khả năng vừa tiện lợi nhưng lại vừa rắc rối. Nghiên cứu về sức mạnh mới của họ, Toranosuke Miyamura, một học sinh thuộc hội học sinh và là thành viên duy nhất của câu lạc bộ nghiên cứu siêu nhiên, tuyển mộ họ tham gia vào câu lạc bộ. Ngay sau đó, cùng với Miyabi Ito, một người lập dị chỉ quan tâm đến mọi thứ siêu nhiên, nhóm đã dần tìm hiểu được huyền thoại về 7 phù thủy của Shizaku High, 7 cô gái có được sức mạnh khác nhau được kích hoạt bằng một nụ hôn. Câu lạc bộ nghiên cứu siêu nhiên bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên của mình, tìm ra danh tính của tất cả các phù thủy. Vị trí số 3, Rakudai Kishi no Kavari, thể loại hành động học đường Romance Fantasy. Tồn tại rất ít trên thế giới này là những người có khả năng điều khiển linh hồn của họ để tạo ra vũ khí mạnh mẽ. Họ được mệnh danh là các Blazers. Họ được học tập và huấn luyện tại Học viện Hagun, danh tiếng để trở thành các pháp sư. Trong số các học sinh được gọi là kẻ thất bại Iki Kurogane, Blazer duy nhất xếp hạng F. Tuy nhiên, khi học sinh thất bại nhất học viện vô tình nhìn thấy Stella Vermilion, một Blazer hạng A cũng là một công chúa đang khỏa thân, cô đã thách thức anh ta với một cuộc đấu tay đôi. Kẻ thua cuộc sẽ trở thành nô lệ vĩnh viễn của kẻ thắng. Quả nhiên là cái kết đã quá rõ ràng, phải vậy không? Rakudai Kishi no Kavari kể về câu chuyện của Iki khi mà anh ta đang cố gắng chứng minh sức mạnh của mình trong một thế giới mà phép thuật được cho là thước đo của sức mạnh. Kẻ không sở hữu phép thuật như anh luôn được coi là kẻ yếu nhất, thất bại nhất. Trong hành trình đó, anh sẽ tìm được những người bạn mới, những kinh nghiệm mới và cả người con gái của đời mình. Vị trí số 2, Oregairu, thể loại hài hước drama học đường đời thường romance. Bộ phim là những câu chuyện xoay quanh Hikigaya Hachimen, một kẻ cô độc với cái nhìn quái lạ về cuộc sống. Hachimen ghét những thứ mà đa số mọi người đều cho là lẽ phải, một người tiêu cực điển hình. Dưới con mắt của cậu, tuổi trẻ là cái gì đó thật giả dối. Trong suy nghĩ của cậu ta, lòng tốt là cái gì đó thật ác độc. Sói rất ngầu còn mèo thì rất dễ thương, chứng tỏ là một kẻ cô độc vừa ngầu vừa dễ thương. Những triết lý sống không biết nên khóc hay nên cười của Hachimen. Trong một hình phạt khi viết một bài tiểu luận chế giễu về các mối quan hệ xã hội hiện đại, giáo viên của Hachimen đã buộc anh ta tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện, một câu lạc bộ nhằm mở rộng bàn tay giúp đỡ bất kỳ học sinh nào khi tìm đến sự hỗ trợ của họ trong việc đạt được mục tiêu. Với thành viên của câu lạc bộ duy nhất không ai khác là nữ hoàng băng giá, xinh đẹp Yukino Yukinoshita. Hachimen nhận thấy mình đang ở một nơi mà bất kỳ nam sinh nào cũng mơ ước. Khi Hachimen và Yukino sử dụng trí thông minh của mình để giải quyết vấn đề của các học sinh khác, liệu những quan điểm thối nát của Hachimen sẽ chứng tỏ là một trở ngại hay là một công cụ mà anh ta có thể sử dụng để làm lợi thế cho mình? Trong cuộc chiến mà nữ giáo viên kia đề ra, ở đó kẻ thua phải làm mọi thứ mà kẻ thắng đặt ra. Vị trí số 1, Boku wa Tomodachi ga Sukunai, thể loại hài hước ecchi học đường harem đời thường romance. Khi Kodaka Hasegawa chuyển đến một ngôi trường mới, cậu ta quyết tâm tạo ấn tượng tích cực và kiếm cho mình một số người bạn. Tuy nhiên, Kodaka đã phát hiện ra rằng mình đã cạn may mắn khi ngay lập tức bị gắn mác là một tên tội phạm bạo lực do sở hữu mái tóc vàng và những biểu cảm đáng sợ.
Mặc dù đã một tháng trôi qua, Kodaka vẫn đập cô cầu bạn nhờ danh tiếng lừng lẫy của mình. Bỗng chốc cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi khi mà cậu ta vô tình thấy một cô gái có tên là Yozora Mikazuki đang nói chuyện với người bạn tưởng tượng của mình trong một phòng học. Sau khi chia sẻ về những câu chuyện về cuộc sống trung học cô đơn của mình, Kodaka và Yozora quyết định vượt qua những khó khăn để kết bạn bằng cách lập ra Neighbors Club, câu lạc bộ hàng xóm. Neighbors Club được tạo ra cho những người không có bạn bè. Các hoạt động hàng ngày liên quan đến việc học các kỹ năng xã hội và làm thế nào để hòa nhập, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong việc kết bạn. Sau đó, câu lạc bộ được tham gia bởi Sena Kashiwazaki, yêu thích Eroge và những người bị ruồng bỏ lập dị khác. Kodaka cuối cùng cũng có thể tìm thấy những người anh ta có thể gọi là bạn bè. Trong câu lạc bộ đầy những kẻ kỳ quặc vui nhộn này, và cũng có thể là một cuộc chiến tình cảm thú vị ở đây chăng? Cùng đón xem bộ anime thú vị về những kẻ cô đơn này nhé! Trên đây là top 10 anime mà ở đó nhân vật chính luôn cô đơn hoặc bị ghét bỏ bởi mọi người mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết mất rồi. Nếu bạn có ý tưởng hay đánh giá nào thêm thì đừng ngần ngại để lại bình luận cho Taka Anime biết nhé. Thêm vào đi nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh Taka Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!